bài học cho cuộc sống. Đôi khi, có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ có ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học gì đã giúp bạn nhận ra giá trị của cuộc sống và của chính mình. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến. Người cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến với cuộc đời bạn. Bắt đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công. Nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua những khó khăn, thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác có thể xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng tất cả là bài học quý giá. Nếu không có nó, cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến, cũng như bạn sống từng ngày mà không hề biết ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng nó rất nhàm chán và vô nghĩa. Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời bạn, thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là những bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra rằng đó là giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ, bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nghĩa của sự chân thật và hơn nữa, giúp cho bạn rộng mở tấm lòng với ai đó. Nếu có ai đó thương yêu bạn chân thành, hãy thương yêu họ một cách vô điều kiện. Không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn, mà họ đã dạy bạn cách để yêu. Hãy trân trọng khoảnh khắc và ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi, vì thế hãy ngẩng đầu lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Hãy tự tin và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn, thì ai sẽ làm điều ấy? Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống này. Nếu bạn thương yêu ai đó, thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối, nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát, có thể đập trở lại.